Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn clip con tóc cần có ký hiệu là UNIA nha các bạn. Tên đầy đủ của dự án là uniaswap.com. Nó cũng tương tự như Uniswap vậy đó các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới cái video mình, các bạn mở link form ra các bạn. Thì sau khi mở cái link form ra thì các bạn trở về địa chỉ chocolate của tất cả các bạn copy địa chỉ ETH giúp mình các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó đang huy động vốn cộng đồng các bạn. Nó có một cái chương trình AirDrop là cho tất cả người dùng tham gia AirDrop này các bạn. Rồi bạn dán địa chỉ ETH đây nè các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Rồi tất cả các bạn việc bấm vào submit các bạn. Sau khi chương trình AirDrop của nó kết thúc thì nó sẽ phân phối tự động, nó phân phối token về cho mình nha bạn. Mình đã nhận được 10 token UNIA này các bạn. Và hiện tại nó đang bán giá dưới phi sale là 1 ETH bằng 100 token UNIA nè. Đây lên sàn UniaSwap nè các bạn. Nó cũng tương tự như UniSwap thôi các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm những token các bạn, để mình tìm link ghép cho các bạn. Link ghép của mình chỗ này nè các bạn copy link ghép mình chỗ này nè các bạn. Rồi ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim con token UNIA đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.